phong tỏa nhiều khu phố ở thành phố Thủ Đức. Sau khi ghi nhận 120 ca mắc COVID-19 ở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, cơ quan chức năng đã quyết định phong tỏa 4 khu phố để truy tìm F0. Ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc phong tỏa khu phố Vĩnh Thuận, Long Bửu, Phước Thiện, Bến Đò từ 12 giờ ngày 22 tháng 7 đến khi có thông báo khác. Theo đó, lực lượng chức năng thực hiện cách ly y tế đối với 3.075 hộ dân với 11.739 nhân khẩu ở các địa điểm trên. Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và trường hợp đặc biệt khác. Cá nhân không tuân thủ sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Theo Ủy ban Nhân dân phường Long Bình, trong số các ca mắc COVID-19 tại địa phương, có một số ca trong cộng đồng nên cơ quan chức năng phong tỏa nhằm xác định F0 để đưa đi cách ly, tránh để tiếp xúc lây lan trong cộng đồng. Trước đó, thì thành phố Thủ Đức đã yêu cầu phong tỏa 12 địa bàn gồm phường Tân Phú, Trường Thạnh, Bình Chiểu, Tăng Nhân Phú A, Long Thạnh Mỹ, Linh Xuân, Hiệp Bình Phước, Linh Trung, Tam Bình, Tăng Nhân Phú B, Long Trường và Tam Phú. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.